Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay ngày 23 tháng 12 thì hôm nay em tiếp tục về hàng tiếp mà cũng không có thời gian dọn cho nên là cũng lên luôn một cái video để hàng em chưa lau chùi kỹ nhá. Có mấy sản phẩm lên luôn cho các bác để cho các bác lựa chọn. Đây là một con âm ly Bühner A120 của Bühner. Và đặc biệt này có cặp loa boss dòng 314. Dòng này là thực chất nó là 301 CD 4. Nhưng mà dòng 314 là nó sản xuất cho thị trường Nhật cho nên nó là dòng chữ to các nhá. Cặp này giá thị trường cao hơn cặp 301 CD 2. Và hai tủ đài em bao công suất mới bao công suất cho các bác nhé, bao nguồn bao công suất cho các bác và đều có kim máng hết các bác nhé. Và một cái cặp loa rất cổ luôn. Cặp loa này các bác về, một là các bác về lấy cặp loa lưới bố bát 30 rất là to nhé, cặp này rất là to luôn, là bát 30 nhưng mà cái thùng rất là lớn các bác nhé. Cặp này thì các bác thùng thì em không lau chùi, vẫn nguyên bản như vậy, các bác nào về lấy vách ly đánh là đẹp ngay nhé và rất là lớn. Rồi em sẽ đi chi tiết từng món một nhé. Rồi trước mắt các bác đây là cặp là một con âm ly Bühner A102 các bác nhé. Cặp này cái Bühner này thì em chưa có lau chùi kỹ, cái vết này thì nó không có vấn đề đâu, lau cái là sạch này. Vòng 102 này dành cho các bác nào mà thích chơi loa Nga, loa khó tính, và đặc biệt các bác nào mà tính mua một con âm ly i7, một con âm ly i9 mà điều kiện chưa có thì các bác chơi cái này, bởi vì cái nội thất mọi thứ nó giống như hệt ly i9, cũng đánh 8 sò như vậy, công suất cũng lớn như vậy các bác nhá. Đó, đây là hai cái chỉ bắt chép này A120 các bác nhá. Cái nội thất nó giống hệt i9, phía trên này thì nó có vài cái vết ấy như này, thì dĩ nhiên là bác nào thích thì em sơn lại phát là được thôi, còn nội thất đẹp hết các bác nhá. Nó thích thì hôm nay tại vì em cũng không có thời gian. Đây, dòng này là giống hệt i9 các bác nhá. Đấy, công suất nó đây, 200, nó còn lớn hơn i9. i9 thì công suất là chỉ có 230 thôi, còn này 260. Còn đẹp nhá, nội thất đẹp hết. Cái ấy là xương cá giống hệt i9 luôn nhá. Nhưng mà giá thì rẻ, bao rẻ, i9 bây giờ 6-7 triệu. Phía trên này thì dĩ nhiên cái hàng này nó hay bị cái này thì em chưa có vệ sinh kỹ đâu. Rồi con A120 này em bán cho các bác 3 triệu luôn nhá. 120 công suất 260W là rẻ 8 sò nhá, 8 sò giống i9. Đó, mặt mũi còn ok không nhá. Mấy cái vết này làm do chưa vệ sinh kỹ đấy. Bán 3 triệu luôn cho các bác nhá. 120. Rồi sang con bot dòng 314, các bác cứ lấy cái tên model 314, bản chất nó là dòng bản chất của nó là 301 C2 đấy, à CD 4 đấy, mà sản xuất ra thị trường cho Nhật cho nên là nó mang tên đó nhé. Đây, phía sau các bác nhá, tất cả còn đẹp, con boss này rất là đẹp luôn. Những cái vết loang loang là do băng keo thôi nhá. Đây, con này sản xuất, để em quay lại thôi, để em quay phía trước rồi em quay lại. Đây là lưới của nó các bác, lưới không rách lưới gì hết nhá. Đó, dòng này nó đúng giá thị trường đắt hơn dòng 301 CD2 các bác nhá, đắt hơn các bác nhá. Dòng này là phiên bản nâng cấp của dòng 301 CD4, viền zin hết các bác nhá. Đây là một cái chép bên này này, và viền này là viền zin các bác nhá, viền zin luôn. Dòng này bóng đèn bao zin chuẩn chỉnh, loa chuẩn chỉnh không tào lao các bác nhá. Bác nào mà kêu bảo loa tào lao thì không có đâu. Đấy, em chỉ về một cặp này lành lặn duy nhất em về 2-3 cặp thì phải. Mà dòng CD2 nó lại mất mấy cái dòng, nó còn phải thay viền mới cả mất cái ấy thì em chưa dọn. Có cặp này đẹp quá cho lên luôn. Đây, bởi bót thì mấy trước. Đây phía. Đấy, cái này viền vải. Viền nó là viền vải tẩm dầu nhưng nó hơi loang loang kiểu đó nhá. Đúng là nó như vậy không nhá, còn đẹp. Đây phía dưới này,
Viền loa liếc ok hết nhé. Viền vải đầm dầu đó. Còn cái viền này là viền zin hết này. Thế em quay lại một đó phía này đó, zin hết các bác nhá, cả loa đẹp hết nhá, bao đẹp cho các bác. 08 cặp này đến thì... 970708 cặp này trùng series ấy các bác nhá. Rồi 970708 còn mình trùng series luôn. Để em quay một cái về phía trước cái máy coi nhá, tất cả loa phía sau thì nó là khác với dòng kia bởi nó dán hết nhá. Đó. Đây model của nó này. Vết này vết keo các bác nhá. Cái vết keo này em chưa lau thôi. Model 314. Bên trái phải bên trái, cái series nó là series đây. 970708 là không, xin lỗi. 0369 chứ. Đây 0369 đủ luôn nhá. Đây gần A 0369A. Đấy bên đây là 0369B nhá, cùng series luôn. Đấy tất cả hai bên nó đều như vậy các nhá. Đó. 314 nhá, nó là dòng 314, loa còn đẹp, tuyến loa bao xuất sắc luôn. Bao zin xịn nhá các bác nhá. Nói không cái hàng nhái bên này, không bao giờ bán hàng nhái các bác nhá. Bao các bác là đó. Rồi giá cái cặp loa này hôm nay em bán với giá 6,4 triệu các bác nhá. À, đúng thị trường có những bác bán tới 9 triệu lận, còn 7 triệu mấy trở lên hết nhá. Đấy, còn có rất nhiều bác bán lên 9 triệu cặp này. 6,4 triệu nhá. Lưới thì không rách lưới thì hết nhá. 6,4 triệu cặp. Bot 314 các bác cứ lấy cái model bot 314 nhá, là dòng chữ to này. Đó. Rồi sang đây loa, một cặp loa của hãng Bühner. Cặp này có một cái bát 30 rất là khủng luôn. Ờ, cái này thì bác nào thích thì em sẽ chụp nội thất cho, có hình nội thất cho các bác nhé. 314. Rồi có một cái mic 16 và một cái chép còi luôn. Đấy, lưới bố. Phía sau còn rất là... Đây, phía sau này. Cái con này thì đúng ra nó không... không thấy có tên model gì, như là đúng loa Bühner luôn nhé các bác nhá. Không có tên model mất đầu biết. Thấy. Kêu bán rẻ cho các bác chơi về chơi nhá. Loa cổ. Cái cặp loa rất khủng luôn. Cặp loa này có chiều rộng nó chiều rộng khoảng 50 55 gì đấy, có chiều cao thì khoảng chiều cao này phải 70-80. Đấy, gần 80 các bác nhá. Đấy, rất là khủng luôn, to. Cặp này mà ship không thì cũng nặng tiền đấy. Một cái bát 30. Bát 30 cái mũi phía trước nó có lỗ giống như cả là dòng mấy dòng loa cổ ấy, một cái chép còi luôn nha các bác nhá. Giá 5 triệu cho các bác nhá. Về các bác về đánh về đi. Cặp này đánh rất là hay luôn, 5 triệu. Đấy, phía trên này này. Nó còn ấy nhá. Tất cả không bị gì, nó cũng có một vài vết đầy xíu đây thôi. Đó, như thế thôi. Còn lại là nhìn phía trước rất là đẹp. Em quay nó hơi sáng cho nên nhìn thấy cái vết cơ, còn bình thường là cổ nhá. Giá 5 triệu bát 30 nhá các bác nhá, bát 30. Chép còi, mic lớn nhá. Rồi sang đây giới thiệu tủ đài để em bê cái âm ly xuống dưới để giới thiệu tủ đài các bác nhá. Rồi, tủ đài nhá, trước mắt các bác đây là một cái tủ đài của hãng Bühner. Của hãng Bühner các bác nhá. Dòng này chạy 4 kênh lận. Đó. Đó. Cái dòng này thì em bao nguồn, bao công suất cho các bác. Thì em thấy cái ấy này thì cũng nó cũng chạy nhá. Nhưng mà cái đĩa ấy, cái này, cái đĩa của nó để đây nó bị tiếng nó bị méo ấy. Đĩa nhá. Đây. Đang có OX này chạy. Tiếng rất hay luôn. Có lon led này, có bát chép này. Dòng 4 kênh nhá các bác nhá. Cho em ai đã nói sẽ yêu em đậm sâu. Đây mà có cái bát 20 thôi, bát này bát 20 thôi. Rất chất luôn. Lưới bố. Để các bác mua về vừa trưng bày vừa biếu tặng gì đấy, hay là tất cả những đây còn nguyên chưa có vệ sinh gì nhá. Giá thì rất là rẻ. Đây là FM.
yêu thích cái công việc nghiên cứu rồi sau đó giảng dạy lại, thì có thể đi theo cái hướng đó. Nếu mà các bạn học lên tiến sĩ, cái hướng đi rất là rộng. Cái quan trọng là cái mục tiêu ban đầu của các bạn khi các bạn lựa chọn chương trình học này là các bạn đây là viết KL đây nha các bạn nhá, thùng này thùng bách này phía sau này còn ok hết đâu nha. Thời gian ngắn hoàn thành và phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý công của trường đại học quốc tế đã đào tạo bồi dưỡng được cho đội ngũ cán bộ có chiều rộng năng lực quản lý kinh tế xã hội, năng lực xây dựng và thực thi chính sách, xây dựng lãnh đạo. Dạ, đây quay nó cái phono nó có quay nhá. Các lần các bác, cái phono này các bác phải về ấy lại. Hơi mèo tiếng. Hơi căng dây của người á, các bác là cái này thì các bác về phải ấy lại nhá, kiếm dây của loa, kim rất là bén luôn nhá, kim máng đầy đủ hết đoạn quay này, nhưng mà cái dây của loa nó căng bởi vì em nhà em có một cái dây của loa thay vào nó căng quá, đó, có hát ok luôn, đó, FM. Tổng số nhà vệ sinh đó. Công cộng đã được đầu tư là 866 nhà vệ sinh công đầy đủ cộng, luôn. Bao gồm sở kinh doanh dịch vụ, sở tài nguyên môi trường thu nhập. Rồi riêng cái bộ này nhá, bao nguồn bao công suất, còn đẹp nhá, giá 8 triệu. Tất cả đây chưa vệ sinh gì nhá, còn đẹp hết, băng keo này, 8 triệu thôi nhá. Rồi sang đây có một bộ của Sanier Auto. À xin lỗi, của bộ Auto chứ. À, cái tại sao này, đây là cái thương hiệu nó ghi là Sanier nhưng trong này là Auto. Lý do là cái thương hiệu Auto và Sanier nó là một không nhá. Cái này thì hình thức xã hội hóa. Nghiên cứu tích hợp các thông tin vị trí các nhà vệ sinh công cộng vào trong các phần mềm ứng dụng của ngành du lịch để người dân khách du lịch dễ tiếp cận. Thưa quý vị, vấn đề nhà vệ sinh công cộng nói chung, nhà vệ sinh trong trường học nói riêng là mối quan tâm lớn của người dân. Cái trên này là có ấy, nhưng có kim máng đầy đủ, nhưng mà cái này nó không quay đâu nhá, em không có dây cu loa, không giỏi. Còn đúng cái cũng để bên kia, không giỏi nhá. Đấy, có công suất, có bao nguồn, cái dòng này từ đây đây là khoảng 1,5 m nhá, vừa trưng bày đẹp. Cái phía sau này, đấy, FM tốt luôn nhá. Rồi giá cả cái bộ này em bán 6,5 triệu nhá, còn bộ kia 8 triệu, bộ này 6,5 triệu, bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Đó, bên em có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua 1 triệu ship. Những cái đồ này chắc các bác phải cọc em khoảng 2,5 triệu em mới đi hàng được, mẹ rất to nhá. Đấy, cứ cả chuyển khoản ấy em bao ship cho bác luôn. Thực tế cái giá này mà bao ship nữa là thua đấy. Rồi vừa rồi em giới thiệu các bác một số sản phẩm mới, bác nào có nhu cầu alo cho em nhá, bên em hàng về rất là nhiều, nên là bác nào có nhu cầu alo cho em nhé. Này hàng nhà em không có thời gian dọn bởi vì cũng không có lau chùi luôn. Rồi. Cảm ơn tất cả các bác nhé.